liên quan tới ca nghi nhiễm Covid-19 là người Nghệ An tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ngay sau khi nắm thông tin có trường hợp liên quan, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức lực lượng truy vết các trường hợp liên quan. Theo đó, các trường hợp liên quan ở tại khu nhà A, khu chung cư Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, lực lượng phòng chống dịch đã tiến hành điều tra thông tin y tế và đưa đi cách ly y tế đối với 3 trường hợp F1. Lực lượng y tế quận cũng đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu nhà A, Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân đã lập biên bản đối với hộ dân ở phòng số 716 vì đã có hành vi không khai báo cư trú với địa phương đối với người đến tạm trú. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch, cơ quan chức năng yêu cầu các hộ dân sinh sống tại khu nhà A hạn chế tiếp xúc, hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết và tự theo dõi sức khỏe.